Hai các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cách bảo quản mầm đậu nành Linh Spa. Hôm nay của mình sẽ hướng dẫn các bạn bảo quản mầm đậu nành nguyên sơ. Bảo quản mầm đậu nành nguyên sơ, bạn để nơi khô ráo, thoáng mát, tránh tiếp xúc với nước khi bạn không dùng, tránh ánh nắng trực tiếp, không có bớ mình nhà trời đó. Đây là nơi sản xuất mầm đậu nành. Mình chỉ là người bán mầm đậu nành và hướng dẫn các bạn sử dụng sao làm sao tốt nhất. Mỗi gói là 500 g, mỗi lần thịnh 500 g để thương hiệu. Đây là thời gian sử dụng